Tết cổ truyền được coi là ngày lễ quan trọng nhất năm với người Việt Nam chúng ta, là dịp để người dân hướng về gia đình, quê hương, nguồn cội, về nơi chôn rau cắt rốn. Ngày nay, trong thời thế hội nhập, phong tục đón Tết đang được quảng bá và dần được biết đến như một trải nghiệm văn hóa mới, độc đáo và đầy thú vị đối với bạn bè quốc tế. Đầu xuân năm mới, xin mời quý vị đến với không gian Tết của học sinh và thầy cô tại Học viện Tiểu học Ark Oval, Anh Quốc. Tại Học viện Tiểu học Ark Oval thuộc London, Anh Quốc, đội ngũ giáo viên và ban giám hiệu cùng các bậc phụ huynh đã tổ chức chương trình Tết Nguyên đán cho học sinh. Tại đây, áo dài truyền thống Việt Nam, nón lá, hoa sen và các phong tục Tết cổ truyền Việt Nam được bà Hà Hoàng, ban phụ huynh của nhà trường chia sẻ với các thầy cô giáo và học sinh. Đây là cơ hội tốt để học sinh được trải nghiệm không khí mừng xuân qua các hoạt động như diện trang phục truyền thống áo dài, gói bao lì xì. The teachers were part of it. We had a special menu so that we could really give the children an understanding of what Lunar New Day felt like, just like Christmas Day here or different celebrations that we have within our community. And very thankful for the parents to give us a chance to listen to their stories and the explanation of the zodiac and the significance of what the new year means and the hope and the luck. And especially after the pandemic, I think it's important that all schools and all communities come together again. Đây là lần thứ ba phụ huynh và học sinh gốc Á tham gia chương trình giới thiệu về văn hóa Tết truyền thống tại trường tiểu học này. Đối với các học sinh gốc Việt, khi được giới thiệu văn hóa của quê hương đến hơn 800 học sinh và giáo viên của nhà trường là niềm hãnh diện lớn, cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, vị thế của người Việt tại nước sở tại. Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh và sẽ có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, ngoại giao giữa hai nước.